Mẹ ăn 8 món này, con vừa sinh ra đã trắng hồng, lông mi dài mượt, cong vút lại có 2 lúm đồng tiền. Sinh con da trắng, mi dài mắt đẹp là mong ước của hầu hết các mẹ. Để làm được điều này, các mẹ nhớ ăn thường xuyên 6 món này khi mang bầu nhé. Thực phẩm giúp con da trắng, mắt đẹp, mi dài. Trên thực tế, có nhiều yếu tố khác nhau quyết định đôi mắt và làn da của em bé. Trong đó có 2 yếu tố chính là di truyền và chế độ dinh dưỡng. Đôi mắt to tròn hay hàng mi dài cong vút của bé có 70% là do di truyền. Nếu bố hoặc mẹ sở hữu đôi mắt đẹp thì có thể di truyền lại yếu tố này cho con. Tuy nhiên, nếu không có lợi thế về mặt di truyền thì bạn hoàn toàn có thể cải thiện chế độ dinh dưỡng. Nghiên cứu cho thấy rằng các chất dinh dưỡng như đạm, vitamin, các nguyên tố vi lượng có ảnh hưởng rất lớn đến đôi mắt của thai nhi. Nếu muốn con có được đôi mắt với hàng mi dài và đẹp thì bạn nên thường xuyên ăn những thực phẩm dưới đây. Thứ nhất, các loại cá. Trong các loại cá có chứa hàm lượng DHA, một dưỡng chất vô cùng cần thiết cho đôi mắt. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng những bà bầu thường xuyên ăn cá trong thai kỳ thì em bé sinh ra sẽ có thị lực tốt hơn. Những loại cá bà bầu được khuyến khích ăn như cá hồi, cá thu, cá mòi, các loại cá nước ngọt. Thứ hai, uống nước dừa khi mang thai. Nước dừa là loại đồ uống giải khát có nhiều lợi ích cho sức khỏe của mẹ bầu. Trong nước dừa có chứa nhiều vitamin A, vitamin E, vitamin C, rất tốt cho việc cải thiện làn da, giúp da bé yêu mịn màng, trắng hồng. Các khoáng chất như kali, canxi, clorua làm tăng hệ miễn dịch, giúp xương chắc khỏe, bổ sung lượng chất lỏng và muối bị hao hụt trong cơ thể bà bầu. Nhiều mẹ bầu cho rằng uống nước dừa để bổ sung lượng ối cho thai, nhưng chưa biết việc uống nước dừa thường xuyên khi mang bầu sẽ giúp bé có làn da mát mẻ, trắng trẻo. Thậm chí một số gia đình còn mua dừa về tắm cho trẻ sơ sinh, nhưng hiện nay việc làm này được khuyến cáo là không cần thiết và không nên vì có thể gây nhiễm trùng da cho trẻ sơ sinh. Thứ ba, bổ sung thực phẩm giàu vitamin A nhằm loại bỏ lớp da thô sần. Các chuyên gia Trung Quốc đã chỉ ra rằng phụ nữ mang thai ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin A sẽ giúp thai nhi khi sinh ra trắng trẻo, hồng hào hơn vì vitamin A có vai trò quan trọng trong việc sản xuất hemoglobin trong máu, từ đó giúp làn da trở nên hồng hào, sáng khỏe. Bên cạnh đó, nếu mẹ bầu có làn da thô ráp, ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin A sẽ giúp cải thiện tình trạng làn da, da mịn có độ bóng. Nhiều loại thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày có chứa một lượng lớn vitamin A như cà chua, gan động vật, lòng đỏ trứng gà, dầu cá, sữa. Thứ tư, nước đậu đen. Mặc dù là đậu đen nhưng công dụng của nước đậu đen lại làm trắng da rất hiệu quả. Nhiều chị em bầu bí sau khi mua đậu đen về rửa sạch, rang đậu đến khi có mùi thơm, sau đó mới đổ nước vào ninh. Mỗi ngày mẹ bầu uống khoảng 1-2 lít nước đậu đen như vậy, vừa giúp giải nhiệt cho cơ thể, da dẻ mịn màng, không còn mụn trứng cá, rôm sẩy, đặc biệt là giảm hẳn tình trạng táo bón, thường đeo bám bà bầu. Và tất nhiên, khi mẹ mát da, trắng trẻo thì em bé chào đời cũng giống mẹ, xinh đẹp. Thứ năm, cá. Cá rất nhiều protein và đó cũng là tất cả những gì lông mi của trẻ cần để phát triển. Cấu tạo của các sợi lông mi, tóc đều từ protein. Vì vậy ăn nhiều protein là chìa khóa để lông mi dài hơn. Điều khiến việc cho trẻ ăn cá sẽ tốt hơn ăn thịt bởi cá cũng rất giàu axit béo omega 3, giúp cải thiện tuần hoàn, lông mi sẽ nhận được nhiều chất dinh dưỡng và oxy. Thứ 6, trứng. Là một thực phẩm giàu protein, trứng cũng là một trong những thực phẩm tốt nhất cho lông mi mọc dài hơn. Trứng có ít chất béo và nhiều chất dinh dưỡng, sẽ cung cấp các khoáng chất mà lông mi của trẻ cần để phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh. Thứ 7, quả óc chó. Quả óc chó là nguồn vitamin E và biotin dồi dào. Cả hai loại vitamin này đều giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi bị hư hại. Vitamin E và biotin sẽ hoạt động như một lá chắn bảo vệ để giúp lông mi trẻ phát triển lâu dài và mạnh mẽ. Thứ 8, khoai lang.
chứa rất nhiều vitamin A. Khoai lang cung cấp cho cơ thể các beta-carotene cần thiết để giữ cho lông mi của bé luôn dài và khỏe mạnh.